Choáng ngợp trước bộ sưu tập xế hộp tiền tỷ của Ngọc Trinh, ở độ tuổi 28, dường như ít có cô gái nào sở hữu khối lượng tài sản kếch xù lên đến hàng trăm tỷ như Ngọc Trinh. Nắm trong tay nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu cao cấp, thương hiệu thời trang và trung tâm làm đẹp mang chính tên của mình, tất cả đã nói lên sự giàu có của nữ hoàng nội y. Người đẹp từng tự hào chia sẻ, "Tôi là một cô gái lấy có làm đủ, lấy đủ làm hạnh phúc. Những điều mong muốn tôi đều có được, tôi chẳng muốn gì hơn." Mới đây, Ngọc Trinh vừa khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh buổi nhận chiếc siêu xe có giá 12 tỷ đồng. Người đẹp tự nhận cô thuộc tiếp người đơn giản, lại không rành về xe, nên khi thấy thích là quyết định mua, chứ không mất thời gian tìm hiểu. Trước đó, trong năm 2014, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện bên chiếc BMW 750 Li có giá khoảng hơn 4 tỷ đồng. Sau đó, nữ hoàng nội y còn sở hữu chiếc Range Rover LWB 2014 màu trắng, được cho là phiên bản Land Rover đắt nhất tại Việt Nam với giá khoảng hơn 8 tỷ đồng. Chiếc xe hơi đầu tiên mà Ngọc Trinh sở hữu chính là chiếc Audi A4 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Vòng Eo 56 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý của báo giới khi bước xuống từ chiếc siêu sang Rolls Royce Phantom. Học Angela Phương Trinh để tóc mái xoăn, Harry Won khiến ai cũng tròn mắt với cái kết này. Harry Won cũng học tập mỹ nhân Việt để tóc mái xoăn và nhận cái kết vô cùng bất ngờ. Thời gian gần đây, những kiểu tóc cổ điển đang được các mỹ nhân Việt lục lại và tích cực làm mới. Trong đó ấn tượng nhiều nhất có lẽ là kiểu tóc mái thưa được uốn xoăn mà Angela Phương Trinh và nhiều mỹ nhân Việt thích thú. Cách đây ít phút, Harry Won cũng đã khoe loạt ảnh để kiểu tóc này mà ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Không thể phủ nhận rằng nữ ca sĩ Hàn Quốc để kiểu tóc mái thưa và uốn xoăn này quá hợp, nhìn rất trẻ trung và cuốn hút. Ngoài ra, bà xã Trấn Thành còn gây chú ý với làn da trắng mịn không tì vết và vòng một đầy đặn lấp ló dưới lớp váy nổi bật. Harry Won khoe ảnh mới khiến mọi người chú ý. Tóc mái được uốn xoăn vô cùng lạ mắt. Nhìn nữ ca sĩ Hàn Quốc rất trẻ trung với kiểu tóc này. Sau khi giảm cân, Harry Won liên tục được khen cả về nhan sắc và thời trang. Trước sự mới mẻ này, ai cũng phải dành lời khen cho bà xã của Trấn Thành. Nhiều bình luận khen ngợi dành cho Harry Won. Tóc mái thưa đã gắn bó với Harry từ rất lâu. Tuy nhiên, cô thường để buông tự nhiên mà không hề uốn giống như kiểu tóc vừa mới khoe. Thời gian vừa qua, Angela Phương Trinh cũng gây sốt với kiểu tóc này. Bà mẹ nhí nhận được nhiều lời khen khi làm mới bản thân. Xem ra Harry Won học tập Angela Phương Trinh nhưng cũng đẹp xuất sắc không kém. Giữa tin đồn mâu thuẫn, lộ loạt ảnh Nhã Phương như gái quê, tình tứ bên Trường Giang. Được bạn trai Tháp Tùng đi quay, Nhã Phương liên tục hành động tình tứ với Trường Giang chốn đông người. Cách đây vài ngày, Nhã Phương và Trường Giang vô tình vướng vào nghi án trục trặc tình cảm khi rò rỉ bức ảnh được cho là nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang phải đứng bắt taxi một mình sau khi cãi nhau với người yêu. Trước đó, cô nàng lại vừa bị rò rỉ khoảnh khắc khá tình tứ, thân mật với nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nên càng khiến cư dân mạng nghi ngờ. Hình ảnh được cho là Nhã Phương đang bắt taxi một mình và lời kể của cư dân mạng rằng khi hai người vừa cãi nhau dấy lên nghi án mâu thuẫn giữa Nhã Phương và Trường Giang. Trước đó, cô nàng lại còn bị bắt gặp tình tứ với nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Tuy nhiên, mới đây loạt hình ảnh đáng yêu của cặp đôi 49 ngày vừa được hé lộ khiến các fan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhã Phương được Trường Giang Tháp Tùng đi quay phim ở Vũng Tàu. Trừ khi phải quay phim ra thì còn lại cứ lúc nào rảnh rỗi là lại thấy cặp đôi không rời nhau nửa bước. Nhã Phương liên tục có những cử chỉ thân mật âu yếm với bạn trai và Trường Giang cũng âu yếm chăm sóc người yêu hết lòng. Ai cũng biết Trường Giang bận trăm công nghìn việc. Vừa đi diễn vừa quản lý nhà hàng mới mở, nhưng anh chàng vẫn dành thời gian để hộ tống Nhã Phương đi quay xa. Chứng tỏ tình cảm chân thành mà nam danh hài dành cho bạn gái của mình, Nhã Phương quả là may mắn khi có một anh chàng người yêu chu đáo đến như vậy. Nhã Phương tình tứ với Trường Giang, cặp đôi âu yếm nhìn nhau. Trường Giang chăm sóc bạn gái hết sức chu đáo. Cứ rảnh rỗi là lại quấn quýt nhau. Nhã Phương quay phim ở Vũng Tàu, nhưng Trường Giang vẫn dành thời gian chở cô đi đến nơi, về đến chốn. Những bức ảnh dập tắt tin đồn mâu thuẫn giữa Trường Giang và Nhã Phương. Sóng gió đã qua, Trương Quỳnh Anh tiết lộ kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới với Tim. 6 năm yêu nhau, biết bao nhiêu chuyện xảy ra và thật sự rất vui khi đến giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hy vọng sẽ mãi như vậy và tốt đẹp hơn, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Người ta vẫn bảo Trương Quỳnh Anh là cô gái lạ đời nhất nhì showbiz Việt
bởi xưa nay cô toàn làm những gì mình thích. Khi đang ở trên cái tạm gọi là đỉnh cao của nghiệp diễn viên, Quỳnh Anh nặng nặc làm ca sĩ. Khi đang trên đà làm ca sĩ, tuy chẳng đình đám nhưng đủ để hái ra tiền từ những buổi miệt mài xô chậu. Cô lại có con, 6 năm bên nhau và cũng có không ít lần giận hờn. Đến nay Trương Quỳnh Anh đã bình yên bên nửa kia sau nhiều sóng gió đã qua. Làm gì cũng nghĩ đến con trước tiên. Trương Quỳnh Anh tên đầy đủ là Đặng Trương Quỳnh Anh, sinh năm 1989 tại thành phố biển Nha Trang. Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh may mắn đủ đường vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp, khéo léo và thông minh. Nhưng với Quỳnh Anh, điều may mắn nhất là cô được sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, được cha mẹ quan tâm, tạo điều kiện để cô được phát triển năng khiếu nghệ thuật của mình. 24 tuổi, giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cái tên Trương Quỳnh Anh đang trở thành thần tượng trong lòng nhiều khán giả, nhất là lứa tuổi teen, thì dư luận bất ngờ trước cái tên Quỳnh Anh mang bầu với ca sĩ Tim. Phần đông cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của cả hai, nhưng cả Trương Quỳnh Anh và Tim lại không chút lo sợ mất fan hâm mộ hay giảm độ hot tên tuổi vì việc có em bé nằm trong kế hoạch của hai người. Quỳnh Anh đơn giản hóa tất cả mọi việc này, bởi theo cô thì khán giả yêu thích một người nghệ sĩ thì không phải là vì cái vẻ bề ngoài hay là vì họ có gia đình hay chưa. Đối với một nghệ sĩ chân chính đàng hoàng thì họ sẽ nghĩ tới chuyện gia đình một cách nghiêm túc. Nữ diễn viên sinh năm 1989 cho hay, khi người nghệ sĩ ấy chăm sóc được gia đình và hạnh phúc với điều ấy thì những khán giả thực sự sẽ vui vì điều ấy. Họ sẽ thích Quỳnh Anh và Tim hơn nữa vì gia đình anh ấy hạnh phúc, là một cặp đôi lý tưởng trong showbiz và sẽ là mẫu hình để các bạn trẻ ước mơ. Tuy nhiên, từ một hot girl chỉ biết hát hò, mua sắm, vui chơi, mọi chuyện tiền bạc, ăn uống đều có người thân bao bọc, mà chỉ trong thời gian ngắn để trở thành một người vợ, người mẹ là điều khó khăn và vất vả. May mắn cho Trương Quỳnh Anh là khi mẹ đẻ không có ở bên cạnh thì cô lại được mẹ chồng tâm lý, tận tình chăm sóc và dạy cho những kinh nghiệm trong việc chăm con đầu lòng. Bà mẹ trẻ hiện đại này cũng tự mày mò tự học trên mạng Internet và học hỏi bạn bè người thân, bởi vậy ơn trời em bé ra đời khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn. Với Tim và Trương Quỳnh Anh, cậu con trai Sushi là điều quan trọng nhất. Khi đã có con thì cả tôi và anh Tim làm gì cũng nghĩ tới con trước tiên, kể cả việc nhận show diễn cũng phải đảm bảo với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Dù con đã hơn 4 tuổi, nhưng mỗi khi nhận dự án phim, tôi đều chú ý tới địa điểm xa gần để tiện sáng đi tối về, Trương Quỳnh Anh cho biết. Để có thể bình yên và hạnh phúc sau hơn 6 năm chung sống, cặp đôi Tim Quỳnh Anh phải học cách làm cha mẹ và điều hòa cái tôi của mình. Nhờ có gia đình mà vợ chồng cô thay đổi gần như 180 độ, trưởng thành lên nhiều. Tuy nhiên, bà mẹ một con này vẫn thú nhận rằng mình chưa bỏ được tính trẻ con, mà Tim thi thoảng vẫn hay mắng vợ, nhiều khi nhí nhố ham chơi, lại còn hay giận dỗi. Trước căn bệnh phụ nữ này, hai vợ chồng cô đặt ra quy ước là không được giận nhau quá 3 ngày, có gì phải nói rõ ràng với nhau và tiết chế bất tính nghệ sĩ của mình trong cuộc sống vợ chồng. Còn nhớ một dạo, thiên hạ y xèo đồn rằng vợ chồng Trương Quỳnh Anh Tim sắp ly hôn, bởi lẽ Trương Quỳnh Anh vì tức giận mà lặng lẽ ôm con bỏ đi, khiến Tim bị sốc thực sự và nhận ra mình cần thay đổi. Nhưng phải khó khăn lắm, Tim mới lấy lại được lòng tin từ vợ và thuyết phục Quỳnh Anh về nhà. Có lẽ sau những lần mất mát và đổ vỡ, Tim cảm thấy mình có lỗi vì từng để vợ phải khóc. Anh cũng xem xét lại bản thân và nhận ra rằng mình cần Quỳnh Anh và con trai ở bên. Từ một người vô tâm, anh trở nên biết lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn và dành nhiều thời gian ở bên vợ con. Mỗi khi vợ bận quay phim, anh thường tranh thủ mang cơm và đến thăm vợ vào buổi trưa. Chẳng lạ khi thời gian gần đây, Quỳnh Anh và Tim thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí hoặc đi du lịch cùng cậu con trai để hâm nóng tình cảm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nhau trong những chuyến đi chơi lẫn cuộc sống hàng ngày. Quỳnh Anh thành thật nói, những điều làm nên hạnh phúc của gia đình nhỏ cô chính là những sở thích đơn giản của vợ chồng, như cùng đưa con đi công viên hay chở con đi ngắm cảnh vào mỗi buổi sáng. Tối đến, việc làm yêu thích của vợ chồng cô là lên phòng, trải đệm xem phim và nằm chơi với con, lúc nào mệt quá thì lăn ra ngủ bên nhau. Thi thoảng để hâm nóng tình yêu, cả hai lại gửi con cho bà nội chăm con, rủ nhau đi xem phim, đi ăn, đi mua sắm. Từ đầu đến cuối chuyện, Trương Quỳnh Anh luôn miệng nhắc nhở tới gia đình nhỏ của mình. Tôi nhận ra điều thay đổi nhất ở Trương Quỳnh Anh bây giờ là sự điềm tĩnh và biết nói mặc kệ. Có lẽ sự trưởng thành của một người mẹ, dù là một người mẹ trẻ, khiến Quỳnh Anh trở nên chín chắn đến vậy. Cô không còn xoắn cả lên cho một lời bàn tán, chẳng còn muốn lên báo phân bua đúng sai với các tin đồn.
Biết showbiz phức tạp nên Trương Quỳnh Anh bảo cô và Tim không muốn con trai theo đuổi con đường nghệ thuật cùng cha mẹ. Bởi khi bước chân vào showbiz, đồng nghĩa với việc phải đương đầu rất nhiều áp lực và bố rìu dư luận. Vợ chồng tôi đặt tên con là Cát An vì mong con sau này sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn ép buộc con. Nếu sau này lớn con thích nghề diễn viên hay ca sĩ, vợ chồng tôi vẫn ủng hộ. Thắc mắc khi con thì lớn mà cả hai vẫn chưa chịu làm đám cưới. Nghe vậy Trương Quỳnh Anh cười và nói, có người còn hỏi tôi có cảm thấy thiệt thòi chưa khi chưa tổ chức đám cưới hay không. Thực sự tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Tôi có một báu vật riêng, tôi quá lời rồi. Tôi tin rằng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thực sự là của nhau và sống hạnh phúc với nhau, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Riêng Tim thú nhận, anh chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới cụ thể vì chưa nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ gia đình Quỳnh Anh. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn mong ước một ngày nào đó bố mẹ vợ cảm nhận được sự chân thành từ mình và đồng ý để anh đón Trương Quỳnh Anh lên xe hoa.